Nhà đã quay trở lại với kênh Jibo Ame Invest3. Trong cái clip là hai cây 72 new như mới quay ngày hôm qua thì có một người anh em hỏi là những cái cây còn lại trong cái clip thấy thì giá như thế nào ha. Thì hôm nay Duy cũng show luôn cho anh em vài cây 570 ha. Giai đoạn 570. Thì đầu tiên là một cây 570 này nè, đúng nghĩa luôn. Thì hai gạch đứng mỗi bên, tức là bốn gạch đứng á. Chủ đề về ổ khóa này ha, có một cái kiểu lỗ ổ khóa xưa. Bản lề mọi thứ ổn à. Dăm dăm các mặt ha, giá của cây này là 1,5 triệu nha anh em. Đó, tiếng cũng là khá khá ha, cũng có tiếng khá khá hay. Anh em để cái lưỡi gà bên trong của cái ruột này nó dẹp và nó nhỏ ha, nó bản dẹp. Thì 570 này là vẫn còn dùng cái bản dẹp anh em ha. Theo như lịch sử của hãng Jibo thì bắt đầu từ 570 trở đi thì nó đã sử dụng những cái ruột là bản lớn hơn. Dưới này tôi sẽ quay cái cây kia là bản lớn hơn cho anh em xem. Và đây là một cái cây trong tình trạng là bánh xe mọi thứ là còn nó còn kêu đẹp đẹp ổn luôn ha. Rất là ổn, Duy không có quẹt mạnh là vì Duy không có muốn là nó bật được tia lửa lên nó cháy tim. Mình đổ xăng thì mình bật mạnh, còn nếu không thì nó sẽ cháy tim anh em ha. Lót một miếng ni lông như vậy nó vừa tạo độ khít mà nó vừa chặt, nó vừa chống chồi ruột cũng giống như là tránh xước cái ruột hơn ha. Và giá của cây 570 này là 1,5 triệu nha anh em. Tình trạng là rinh hết liền lạc ha, nói chung là dâm theo thời gian nhưng tiếng cũng ổn ha, giá là 1,5 triệu. Tiếp đến là cây có chủ đề là ôn khô này, đồng này bằng emblem rinh bằng đồng nha. Thì đây thường thường đây là những cái emblem rinh xưa bằng đồng, thì anh em thấy cái mọc đáy của nó không không đẹp lắm. Cây này thì rẻ hơn, cây này Duy bán 1,4 triệu nha anh em. Đó. Mà hôm nay anh em nào chốt luôn thì Duy bán 1,3 triệu đi cho nó nhanh gọn ha. Cây này là 571, 1,3 triệu. Tình trạng là nó như anh em thấy không có lỗi làm gì hết, mọc đáy thì nó ba gạch đứng một bên, còn cái chấm này thì tôi nghĩ là cho nó bị cứng một cái gì đó ha, thì nó có một cái chấm lỗi với dưới chữ pad đây. Nhưng mà ba hai gạch bên này, một gạch bên này tính là 571 anh em ha. Và anh em thấy bản lề cái ruột của cây này thì cái lưỡi gà của nó cái lẫy lên á, cái lẫy của nó là vẫn là lẫy thẳng anh em ha, và bản mỏng ruột mọi thứ đẹp ha. Đó, tim bột vẫn rin, tim bột hết, mọi thứ ổn hết ha. Bánh xe cứng nhắc luôn anh em thấy không, bánh xe rất là bén, rất là mọi thứ rất là ổn luôn ha. Đó, cái này là để tớ bỏ cái miếng này vô là để chống chày cái ruột, khi mình rút lên rút xuống nó mềm nó nhẹ nhưng mà nó vẫn khít, nó không bị xước mạnh vô cái ruột với cái vỏ với nhau, làm cho cái vỏ nó giảm bị ma sát hơn. À, nên anh em thấy mình đút qua rút rất là nhẹ nhàng này, đó nó vừa chống chồi ruột nữa ha. Giá hôm nay là 1,3 triệu nha anh em, tiếng hơi bị hay luôn ha. Ok ha, rồi tiếp đến là cây tàu chiến. Cây này thì hơi đắt vì nội dung tàu chiến. Cây này là 1,8 triệu nha anh em nha, 1,8 triệu. Cái này bản lề đẹp nè, năm 1972, nó rất đẹp. Nói chung là tiếng cũng hay, mọi hình ok hết, xước sáp dâm theo thời gian, mọc đáy mỗi bên là một gạch đứng, thành thể hiện năm 72, chủ đề tàu chiến. Thì anh em thấy lúc này là cái lẫy nó đã to hơn so với cái lẫy của năm 71, thì cái lẫy năm 72 bắt đầu nó đã to và bự hơn nè, anh em thấy chưa? Đó là cái giai đoạn rất là đặc biệt, giai đoạn chuyển năm. Theo như lịch sử của một số anh em đưa lên mạng thì năm 70 là nó đã ra cái lẫy to rồi chứ không phải đến năm nay, nhưng mà tớ nghĩ là có thể là năm 72 là rồi bắt đầu là chính thức là hết hết những cái lẫy nhỏ. Thì ví dụ như anh em có thể thiết kế cái mẫu mới nhưng mà vẫn còn thì mình vẫn cứ xài ha. Ví dụ như là mình thiết kế ra một cái mẫu mới nhưng mà mẫu cũ vẫn còn thì xài, giống như kiểu anh em ra ngoài đường mua một chiếc xe AB đời 2003 mẫu hôm nay nhưng mà mẫu 202 vẫn còn thì ta vẫn bán và vẫn làm, vẫn lắp ráp anh em ha. Đó. Và đây là cái cây cũng 1,8 triệu luôn. Cây này là giá cao là bởi vì trong tình trạng liền đẹp hoàn hảo luôn á. Thấy và anh em đặc biệt coi cái ruột của nó này, vết xước rất là nhẹ. Đó. Và cái ruột của nó rất là đẹp, rút ra cho anh em coi. Em thấy cái ruột của nó rất là đẹp không? Đó. Và để tránh bị chày ruột thì mình cũng có đặt một cái miếng ni lông vào đây để bảo quản cái việc là tránh rút lên rút xuống bị chày ruột anh em ha. Và giá cái này là 1,8 triệu anh em ha. Anh em thấy cái bánh xe của nó đã nhẹ nhẹ cũng đã bẻ đã xịt lửa rồi, rất là hay ha. Ok, cảm ơn anh em đã xem tin, nếu được thì đăng ký kênh cũng như nhấn chuông để theo dõi ủng hộ mình, và quan tâm thì call cho mình theo số điện thoại cập nhật ngay màn hình anh em ha.
Món đồ trang sức đây thì chuẩn đồ xịn, đồ xưa, đặt quẹo, bọc 4 chỉ vàng, giá là 35 triệu nha anh em. Anh em nào quan tâm con Duy ha, kể cả phần vàng xong là dài 12 cm.